Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thưa các quý vị, là câu lạc bộ của chúng ta chưa chính thức chuẩn bị. Thì cái bước chuẩn bị nó có mấy lần. Hôm nay là chúng tôi cũng rất là cảm động là các quý vị đến rất là đông đủ, có cả những người chưa học kiến thức nào. Thế và ở đây tôi xin phép có mấy ý như sau. Thứ nhất là mục tiêu, mục đích của câu lạc bộ thì tất cả những người phải là tự nguyện, trước hết là tự nguyện thực hiện hai cái động tác. Thứ nhất là sinh hoạt để nâng cao tay nghề thông qua các cái buổi trau dồi về thái độ, về kiến thức và hành vi, làm để thực hành một người giúp đỡ thành viên câu lạc bộ tự nguyện. Thông qua cái đó thì tay nghề nó sẽ nâng lên. Còn thái độ thì ở đây chúng tôi cũng rất mong là có những vị đã trực tiếp làm, ví dụ làm cho người già mà còn nghe được thì là dễ, ta trao đổi rồi. Nhưng có những cũng không nghe, và các cháu thì có khi nó chưa biết tiếng Việt. Thì hai đối tượng này chúng ta cũng rất phải tiếp cận, phải làm sao họ chia sẻ cùng với mình thì mình biết được mọi người, và làm từ nhẹ đến nặng. Thì tôi nghĩ là cái thứ nhất là cái học về thái độ, còn kiến thức thì thầy Châu và câu lạc bộ sẽ trang trực tiếp thông qua các cái buổi giao tiếp rồi tài liệu. Và ăn nhau và hiệu quả nhất vẫn là cái tay nghề, tức là làm sao như thầy Châu phải làm, chúng ta làm xong thì hầu như nó rất là tốt. Và nhân đây tôi nói luôn trường hợp của tôi, bố mẹ tôi thì bố là bác sĩ thời Bác Hồ, thì bố tôi nghỉ hưu lâu là 86 tuổi. Thế mẹ tôi là y sĩ thì cũng đều làm quản lý và đều chữa bệnh, nhưng đến bây giờ các cụ già. Nhưng mà những cái buổi mấy chục năm nay nghe không rõ, nhưng mình học lên về mình làm cái là các cụ nghe rõ luôn, và cũng chỉ làm một lần. Thế đến lần hai muốn làm nữa cũng không cho nghe, không cho làm, là vì tao nghe được cả cái tiếng Hàn ở đầu làng, nó không, tức là nó rõ quá, cho nên là cũng không cho làm. Bố tôi là bác sĩ và vợ cũng là bác sĩ. Thế thì đấy là một cái ví dụ, mà mục tiêu câu lạc bộ là trước hết phải phục vụ cho cái khách hàng là người bệnh tự nguyện, và có thể là trước khi vào viện, và có khi là đã vào viện rồi nhưng không hiểu. Cái ban chủ nhiệm ấy, thì có lẽ thầy Châu sẽ cụ thể một văn bản sau để tôi không tiện nói ở đây. Cái nội dung thứ hai là thẻ hội viên và sinh hoạt. Thế và cái sinh hoạt thì cố gắng trong các tuần giúp cho khách hàng mỗi tuần hai lần hoặc thứ ba và thứ năm tại đây. Sinh hoạt toàn thẻ thì là một tháng một lần, mà có lẽ cũng chỉ là một tiếng thôi để tiết kiệm thời gian, và chọn vào ngày thứ bảy. Thì cái này cũng để thầy Châu và các thầy ở đây sẽ chọn. Cái nội dung thứ ba là cái trách nhiệm tham gia tại cái câu lạc bộ này, thì chúng ta phải có một cái tinh thần trước hết là tự nguyện và chấp hành cái lịch phân công. Khi sinh hoạt thì yêu cầu phải phát biểu và trau dồi cho nhau những cái kiến thức, những cái hành vi mà chúng ta thấy rằng hiệu quả. Tôi ví dụ như tôi với thầy Châu là học bác sĩ, ít nhiều chúng tôi đều được học 6 năm, trong đó có môn tâm thần học. Trong môn tâm thần có cái thôi miên đó, đều được học cả. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là ứng dụng như thế nào thì là, chứ còn hàn lâm thì rất là siêu, nhưng mà đưa được cái vào có hiệu quả cho các chứng bệnh mới là cái thực tiễn, mới là chân lý. Thì chân lý nó thuộc về cái hiệu quả. Thì xin phép là tôi có đôi lời như vậy, và cuối cùng thì xin phép là có các cái thầy mà đã làm ở trung tâm ở đây và có kinh nghiệm và có điều kiện
thì giúp chúng tôi là một là chấp bút tiếp cái quy chế tôi đã nháp và đã được 4-5 trang. Thế và chuẩn bị một cái lịch để phân công và tiến hành làm các thủ tục để đăng ký cho cái thành viên và đăng ký vào câu lạc bộ. Thế và cuối cùng là cũng cầu mong các đồng chí là các quý vị là ở đâu đó tất cả nghề nghiệp là khác nhau nhưng đến đây là vì tự nguyện và cho sức khỏe của cá nhân mình, của người thân mình và những cộng đồng xung quanh mình mà mình có thể tự nguyện thì đến câu lạc bộ là phải vui và cống hiến. Xin cảm ơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.